là địa phương chịu ảnh hưởng nặng trong đợt mưa lớn và ngập lụt giữa tháng 10 vừa qua. Hiện nay nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết tại quận Liên Chiểu rất phức tạp. Ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng là nhiệm vụ quan trọng đang được địa phương tập trung quyết liệt. Phản ánh của phóng viên thời sự. Đây là khu vực vừa phát sinh 3 ca bệnh sốt xuất huyết tại phường Hòa Khánh Bắc. Qua điều tra dịch tễ, y tế địa phương đã khẩn trương tiến hành xử lý ổ dịch nhỏ, đồng thời phun thuốc diệt muỗi diện rộng trong khu vực dân cư để ngăn dịch lây lan. Khu vực này vốn thấp trũng lại bị ngập sâu trong đợt mưa lớn lịch sử vừa qua nên nguy cơ dịch sốt xuất huyết bùng phát là rất lớn. Tổ 54 chúng tôi có 130 hộ, tổng số nhân khảo là 480 hộ khảo. Xa cái lục thì nhân dân chúng tôi đã dọn dẹp nhờ cửa cũng như đường xó cho nó sạch sẽ. Ngày chủ nhật thì nhân dân đang tổ ra dọn dẹp vệ sinh, rồi đổ nước thoát, đổ nước ở có cái điểm chứa trang có bánh xe hoặc những hồ mà nuôi cá là dọn dẹp đổ nước thoát nước cho nó sạch sẽ chứ không cho diệt bọ gậy con quay. Trong đợt mưa lớn vừa qua, quận Liên Chiểu là địa phương có nhiều khu vực bị ngập sâu. Theo ngành y tế, sau mưa lũ các khu vực bị ngập lụt có nguy cơ bùng phát các bệnh như đau mắt đỏ, bệnh đường tiêu hóa và đặc biệt là sốt xuất huyết, bởi quận Liên Chiểu từ đầu năm đến nay vẫn là điểm nóng dịch bệnh của thành phố. Cho người dân bắt đầu người ta tiến hành bắt đầu lau chùi nhà cửa, những nơi mà có những ngập ống để phòng bệnh dịch tả. Cái thứ hai cũng tiến hành phun những ổ dịch sốt xuất huyết ghi nhận. Trong 2 tuần trở lại đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại quận Liên Chiểu tăng cao, tập trung ở các phường có dân số đông, nhiều khu nhà trọ như Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc. Riêng tuần vừa qua, Liên Chiểu ghi nhận 72 ca mắc sốt xuất huyết, nâng tổng số ca bệnh từ đầu năm đến nay lên 1.833 ca, tăng hơn 10 lần so với thời điểm này năm ngoái. Tổng cộng đã có 207 ổ dịch nhỏ được ngành y tế xử lý kịp thời, ngăn chặn dịch bệnh lây lan diện rộng. Theo ngành y tế, cao điểm dịch sốt xuất huyết sẽ rơi vào tháng 11 và tháng 12 tới. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực phòng chống dịch của ngành y tế, mọi người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống để chung tay đẩy lùi dịch sốt xuất huyết.